Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cbiz. Các bạn thân mến, hiện nay thì có một thông tin khiến cho Cnet vô cùng xôn xao, đó chính là tin đồn Dương Mịch và Lưu Khải Uy chuẩn bị tái hợp sau 2 năm ly hôn. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng gắn liền với không ít thị phi, tới cuối cùng thì cặp đôi vàng một thời đã quyết định ly hôn vào cuối năm 2018. Hiện tại, Dương Mịch đang hẹn hò với Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên, theo trang Sohu cho biết, thì cô đã chia tay với tình trẻ vì không hài lòng vì chuyện tình cảm bị lợi dụng. Không chỉ vậy, Dương Mịch còn được cho là sẽ tạm dừng công việc một năm mà còn có ý định tái hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy. Đây quả thực là một sự lựa chọn tốt cho cô con gái Tiểu Nhu Mễ. Gần đây, một số dân mạng cũng phát hiện rằng Lưu Khải Uy trên mạng xã hội không hề xóa đi những bài viết ngọt ngào tình cảm cùng Dương Mịch. Nữ diễn viên tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa cũng có động thái tương tự. Từ điều này có thể thấy rằng họ vẫn giữ vị trí quan trọng trong lòng đối phương. Rốt cuộc thì chuyện tình cảm không ai nói chắc được. Nếu cặp sao quay lại với nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Chưa kể việc Tiểu Nhu Mễ chỉ có 6 tuổi. Đây là khoảng thời gian mà cô bé cần bố mẹ nhất và việc bố mẹ ly hôn cũng ảnh hưởng rất nhiều tới bé. Không biết thực hư thế nào, vậy nhưng nếu chuyện này là thật, thì sẽ là lựa chọn tốt cho cô con gái 6 tuổi Tiểu Nhu Mễ. Người hâm mộ cũng nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi tái hợp. Vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, truyền thông đăng tải hình ảnh tiết lộ Ngụy Đại Huân đã lên cùng một chiếc xe trở về khách sạn với Dương Mịch. Một lần nữa, chuyện tình cảm của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân được chứng thực. Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Chuyện tình chị em này tưởng chừng sẽ được người người nhà nhà ủng hộ, vậy nhưng không phải vậy. Thậm chí, fan thật của Dương Mịch còn âm thầm vào bài viết của Ngụy Đại Huân trên Weibo để làm hành động đáng xấu hổ. Người này đã bình luận dưới bài viết của Ngụy Đại Huân và chồng cũ Lưu Khải Uy, hơn nữa còn rất hồn nhiên khi bình luận, tới xem thử có ngọt ngào không, chúc anh 3 năm ôm hai đứa con. Trước hành động đó, cộng đồng fan của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân cũng tích cực lên án chỉ trích hành động này. Kể từ khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, thì những động tĩnh về chuyện tình cảm của họ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả, nhất là Dương Mịch. Cô liên tục vướng vào tin đồn với Đặng Luân, Hoàng Hiên, Lý Dịch Phong, sau đó lại bị dân mạng và truyền thông chụp được những hình ảnh hẹn hò thân mật với Ngụy Đại Huân. Cặp đôi còn cùng nhau về khách sạn với bằng chứng quá rõ ràng nhưng cả hai vẫn luôn im lặng không hồi đáp. Gần đây, blogger tiết lộ động thái mới về tình cảm của hai người họ, cho biết rằng Ngụy Đại Huân yêu cầu phía đoàn đội công ty của mình khi nhận phim phải cố hết sức lựa chọn dự án quay cùng thành phố với Dương Mịch. Phim mới của nàng Tiểu Hoa đa phần đều định sẵn địa điểm quay từ trước. Ngụy Đại Huân liền thuê nhà trong thành phố Dương Mịch quay phim. Độ hot về tình cảm của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân thật sự rất cao, tới cả truyền thông Hồng Kông cũng bắt đầu vào cuộc săn tin. Sau khi blogger tiết lộ Ngụy Đại Huân thuê nhà ở thành phố Dương Mịch quay phim, thì vào ngày 16 tháng 5, một bài viết được đăng tải với tiêu đề Ngụy Đại Huân ghi hình show thực tế, bị Quách Kính Minh nhắc tới phản ứng của Dương Mịch lúc mang thai bé Tiểu Gọ Nếp, khi nam diễn viên ghen tuông, biểu cảm vô cùng ngượng ngùng. Trong chương trình, Quách Kính Minh chia sẻ về kỷ niệm vui khi quay phim Tiểu Thời Đại. Anh cho biết rằng lúc đó bản thân bị cảm, Dương Mịch lại mang thai nên trên phim trường, nữ diễn viên sợ anh lây bệnh cho mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Vậy nên cô nàng không cho Quách Kính Minh lại gần. Trong lúc Quách Kính Minh chia sẻ, Ngụy Đại Huân ở bên cạnh với biểu cảm vô cùng ngượng ngùng và lúng túng. Chúng mình là Hồng Cbiz, đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!